Em ơi. Dạ. Anh có chuyện này muốn hỏi em nè. Anh hỏi đi. Tại sao mỗi lần anh nổi điên với em á, cái em kiềm chế được sự tức giận của mình hay vậy? Em đi chà toilet. Ủa em chà toilet bắt mới gì em hết giận? Em chà vào mừng chải đánh răng của anh á. Ai út mà. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền. Chỉ vì anh vô tâm.